Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2020 nha, mình có lời dự kiến của anh Vũ. Anh Vũ xin có mắt ghi hình với anh em là ba hai phôi mai vàng, một phôi tứ quý ha. Hôm nay em thấy anh Vũ lên hàng khá đẹp để phục vụ anh em nè. Toàn làng đấu trường mình để khủng không nha anh em. Rồi, mình hỏi cần kẽ anh Vũ cái ha. Rồi. Đầu nói đầu tiên là chào tất cả anh em trên YouTube nha. Hôm nay chương trình của mình lên là có hai phôi mai vàng và một phôi tứ quý. Rồi, ok. Mình đọc lại số điện thoại mình cái anh Vũ ơi. 0907 914218. Rồi số điện thoại của anh Vũ mình có bổ sung góc trái màn hình hiện chuyển màu xanh cho anh dễ quan sát nha em. Anh đang nếu có thích cái nào cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha. Rồi. Khá đẹp, bộ đế khủng nha anh em. Số 1. Quay cái bộ đế cho anh Vũ ơi. Quá gì dữ quá. Đế khủng nha anh em. Ồ. Để bỏ chân gối chân tiền không nha anh em. Quá đẹp. Cây già nó muốn lên sụn hết trơn rồi nha anh em. Đế cũ nha anh em. Gồm một đống gì nữa. Khá đẹp. Nét rồi. Thân là có đầu lắc nhẹ luôn nha anh em, chân cành đẹp ha. Cây này anh em nào nuôi là cây này có tiền nha. Cây này đi đường nuôi dài tương lai nè. Đáng nuôi đường dài, nuôi mấy cây gì đây nè. Quả trời bộ đế nó phơi nè mày. Bộ đế này có ác cái một cái tay nó xuống. Anh Vũ ơi, mình lấy cái nón bảo hiểm ở sau lưng anh kìa, mình đưa vô cái bộ đế cái cho anh em ta hình dung cái. Đó. Đây, bộ đế nè. Đấy là cái nón là không nhầm gì nó ha. Không nhầm vậy nè, anh em quan sát nè ha. Anh em cứ hình dung bên ngoài là anh em thấy như vậy. Vườn tượng nó ra được bố đế nó giữ rồi anh em. Rồi. Quay hết phong cây anh Vũ ơi. Đó. Khá đẹp, khá lực nha anh em, nhìn ngoài khủng hơn trong hình nhiều lắm ha. Để hay đo cái tổng đế rồi cho anh em luôn. Để hay đo cụ thể hết. Gần gần Tết rồi anh Vũ gắng. Cái tay đế nó bự hơn cái tay đó. Mình nữa. À, cộng đế anh em hùng dung cùm tay anh Vũ với cộng đế kìa. Cái nó bỏ cái giò ra xè ra, cây nào nó dĩ xuống nó bỏ đế ra, đẹp lắm. Đế chân tiền không đó nha anh em, bỏ gối chỏ không ha. Cây này bao mấy năm rồi nha anh em. Khá đẹp. Cây này đi đường dài tương lai sáng ngời ngợi nha anh em. Đế này ha, đủ điều kiện để mình nói chuyện nên cây mình kêu quýt. Quá trời bộ đế đẹp. Rồi. Cho anh em có thông số rồi anh ruột. Đó, cộng đế chứ cho anh em đi. Cộng đế nó không là 21 rồi đó nha. Cộng đế không là 21 hoành đó nha anh em. Cộng này không nhỏ hơn cộng này nữa nha. Cộng này bề ngang không là 10 rồi nè. Bề ngang không là 10 ha. Rồi. Khá bự nha anh em. 42 hoành thân. Hoành thân là 42 nha anh em. Đế tổng. Đế tổng là 170. Hoành đế tổng là 170 nha anh em. Khá bự anh em ơi. Rồi, chiều cao. Chiều cao 140. Chiều cao 140. Rồi, cây mã số 1 này giá sao anh gọi ơi? Cây mã số 1 này giá 6 triệu rưỡi. Cây mã số 1 giá 6 triệu rưỡi nha anh em. 6 triệu rưỡi hỗ trợ cho em mỗi ship mọi miền Tổ quốc nha. Nói chung cây này là giá này là dễ chơi lắm nha anh em. Tết nhất mà mình sưu tầm được cây này là để trong nhà chơi là ok nha. Ok nha anh em. Quá trời bộ đế đẹp nè. Gấu để bỏ chân tiền không nha anh em. Hay như em quan sát là đế này anh em còn sổ xuống được nữa đó nha anh em. Còn đồ sổ xuống nữa tại đế nó nôm xuống này cây này nên nhìn nữa không? Hai giò trước này như cú luôn chứ. Có cái đu luôn nè thấy không? Nhìn kỹ lại ra như húng bỏ hai giò có đu luôn nè. Đó, thấy không? Đúng rồi. Em kỹ nè thấy không? Khá đẹp nha anh em. Quá trời bộ đế lực. Quá trời cái này là để lên chậu đã nằm nguyên bộ đế nằm trên chậu. Đó. Đẹp. Thằng nó dặn luôn nha. Thằng xe nó dặn cây luôn. Thằng nó dặn gắt lắm nha anh em. Rồi, đổi phôi. Cây này nặng lắm. Nặng lắm nha anh em, hoành đế 170 nha anh em. Số 2. Ồ, số 2 trực búp măng nha anh em. Xù nha anh em. Đế cũ luôn ha. Khá đẹp. Quả ra. Chân cành nhịp 1, 2, 3 đọt nha anh em. Cái này là hồi này bây giờ là đang trụ nha anh em. Mẫu mẫu nè. Xuống cho anh em coi nha. Này, đó. Lục cục lòn thòn hết nha anh em. Xù là xù chảy đó nha. Để cũng bỏ gối chân tiền không nha anh em. Cũ ha. Khá đẹp. Mấy cây này là mình làm đế xuống lũi trước nha anh em. Ok. Đế chân gom không à. Đế nó gom cũ này không. Bỏ giò hết. Đây nè anh em quan sát thấy đế nó còn sổ xuống được nữa đó nè, anh em giật bầu làm xuống đế được nữa ha. Anh
Hệ này là hệ đang hot nha anh em. Đó, chỉ cần bước mâm như nhịp nhịp vàng không. Cái cây này có chân cành anh em dễ bẻ sữa lên, anh em dễ cứ tự tin sữa ha. Ở đây nó như nó phật ra một cái chi. Anh em cứ quấn dây vô, bẻ mình gũ ngang là nó đầy cái cây à. Nó dễ sữa là vậy. Chứ phải chọc lóc anh em mượn lại thì nó hơi khó. Rồi, cho anh em cái thông số cái anh gụ ơi. Quả thăng là 38 nha anh em. Cao 65. Cao 65 cái cũ. Cũ 80 nha anh em. Còn cao 65 rồi hả? Rồi cái mã số 2 giá sao chú ơi? Cái mã số 2 này là giá 3.8 triệu. Cái mã số 2 giá 3.8 triệu nha anh em. 3.8 triệu hỗ trợ phí ship không anh? Hỗ trợ anh em phí ship toàn quốc nha. Hỗ trợ anh em phí ship mọi miền tổ quốc nha. Nói chung là cây bữa nay là tương đối khá, khá bự luôn nha. Ok. Cây đẹp lắm. Nhà 1-3 thì có xù hết trơn nha. Cây này nuôi là lên xù hết nha. Nè, nó đúng là xù trái nè. Không, nó lên cục nữa, nó nổi lên rồi nè. Ok. Đổi thôi. Đổi thôi. Số 3 là tứ quý bốn mùa qua nở nha anh em. Hai tứ quý ha. Đây đế cũng vip 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 nha anh em. Lùng lực ha. Đế này nó hai lớp, nó lót ở trong nữa nha anh em. À. Ở ngoài lót mà ở trong lót dày ở trong nữa. Khá đẹp nha anh em. Tứ quý giờ kiếm cái xác bự gì cũng hơi hiếm nha nè. Hay là có cái đút cái gối nữa không? À. Để cũng lực lắm nha anh em. Cũ ha. Rồi, cho anh em cái thông số của anh rồi. Ốm đi. 35 bình thân. Quả thân là 35 nha anh em. Cao 60. Cao 60. Nồi để tổng luôn. Phải đó, chủ tượng cho anh em coi. Chủ tượng để anh em coi thôi. Không đấy. Nó mẹ bầu đi, cho dễ. Để lên tại mình làm cứng hết trơn rồi. Rồi. 130 bình đế tổng. Rồi, cây mã số 3 tứ quý này giá sao anh Vũ ơi? Cây mã số 3 tứ quý này là có giá 2.8 triệu. Cây mã số 3 tứ quý là có giá là 2.8 triệu nha anh em. 2.8 triệu. Tuy gầu bầu gắt nặng cũng vẫn hỗ trợ anh em phí ship mọi miền tổ quốc ha. Khá đẹp, khá lực cho anh em. Nên Vũ lên hàng form khá phục vụ anh em không ha. Gần Tết rồi anh Vũ gán sưu tầm hàng khá để phục vụ cho anh em ha. Rồi cái mã số 3 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có thích cái nào cứ liên hệ trực tiếp với Vũ là số 0907914218 gặp trực tiếp Vũ nha anh em. Anh em có quý hiệp chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha, là có động lực đi ghi hình phục vụ anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em cái video sau mới nhất sớm nhất.